Nói là trên tay này không có công tắc hoặc là nút bấm nào để khởi động cho máy chạy. Vậy thì tại sao máy có thể chạy được? Thì máy ở đây nó tự động chạy khi ta đưa vào ống tủy và tự động dừng khi ta đưa ra ngoài ống tủy. Thì ở đây tôi có một khay nước. Tôi giả lập như đây là một môi trường ở trong miệng của bệnh nhân và cây phai ta đưa vào trong ống tủy. Thì khi đưa vào trong ống tủy, máy sẽ tự động chạy, phai sẽ tự động quay, trên thang sẽ báo là cây phai đi tới đâu cho ống tủy, các vạch đo sẽ dần nhích xuống khi tôi đưa gần với phai ngoắc má, và khi nào tới vùng cái vạch apex nocutor line thì cây phai sẽ tự động quay ngược lại như các bạn thấy ở đây. Cây phai nó sẽ tự động quay ngược lại. Cây phai tự động quay ngược lại và khi ta nhấc lên, phai sẽ tự động dừng, không quay nữa.